Lan Dương Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên chiều ngày 26 tháng 6, em xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc ạ. Hôm nay thì buổi chiều tối ngày hôm nay thì gia đình em về thêm rất nhiều bạn hàng mới và em sẽ giới thiệu với cả nhà. Và em là Chu Thảo, em chuyên các loại lan rừng ở trên Cao Bằng. Cô chú anh chị nào mua hàng vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0965 495 087 ạ, em có ghi ở trên tiêu đề này rồi. Và cô chú anh chị nào cùng với em là sở thích là yêu hoa phong lan thì chúng ta kết bạn Zalo với nhau theo số điện thoại em luôn. Và tên Facebook của em là Chu Thảo và hàng ngày em có live stream ở trên Facebook đấy ạ. Cô chú anh chị nào muốn xem tận mắt những cái mặt hàng mà em live stream trực tiếp thì kết bạn với em tên là Chu Thảo nhé. Em là Chu Thảo đấy ạ và em đang quay cho cả nhà xem, đây chính là dáng hương đuôi chồn đấy ạ. Nhà em bán là 250.000 một cân thôi ạ. Tiếp theo đây chính là hoàng thảo đùi gà tròn đấy ạ. Đùi gà tròn nhà em bán là 250.000 một cân này. Và hôm nay có những cái rề rất là to đấy ạ. Em có quay cho cả nhà xem cái rề này ạ. Đây ạ, những cái rề đùi gà tròn rất là to, nó rất là xanh đấy ạ. Đó, rất là xanh. Và cái rề này đây ạ, có khá là nhiều rề này. Đó, dề Thảo đang cầm ở trên tay này, đây chính là dề là 2 cân hơn đấy ạ, 2 cân 2 này, em vừa quay xong, vừa mới cân xong là 2 cân 2 ạ. Đó, nhà em bán là 250.000 một cân nhá, cô chú anh chị nào đặt hàng nhanh trước thì có thể sẽ được những cái dề to và đẹp hơn ạ. Và tiếp theo em đang quay đây ạ, đây chính là kiều vuông. Thì kiều vuông nhà em còn có tầm khoảng 3 cân thôi ạ, dành cho 3 cô chú anh chị nào yêu thích loài kiều vuông này ạ. Và bên cạnh đây chính là kiều tua này. Hôm nay nhà em về cả kiều tua với lưới kiều vuông thì được khoảng 15 cân thôi ạ. Cô chú anh chị nào yêu thích hai cái loại kiều này thì vui lòng liên hệ với em nhé. Hai loại này thì em đều bán là 300.000 một cân ạ. Và tiếp theo đây ạ, em đang quay đây chính là kiều vàng đây ạ. Kiều vàng thì nhà em bán với giá là 200.000 một cân kiều vàng nhé. Cô chú anh chị nào yêu thích cái loại hoa lan này thì liên hệ với em nha. Chỉ có 200.000 một cân thôi ạ. Và tiếp theo đằng sau kiều vàng đây chính là ngọc thạch ba màu đấy ạ. Ngọc thạch ba màu thì nhà em bán với giá là 200.000 một cân ạ. Cô chú anh chị nào yêu thích loài hoa ngọc thạch ba màu này thì nhanh chân cho mình sưu tầm một giò đấy ạ. Một cân thì chúng ta sẽ được một giò rất là xinh rồi. Đó. Và vì là đang mùa phát triển của rất nhiều thân tơ nên là trong quá trình vận chuyển một vài lá nó có thể là bị vàng, bị mất nước hoặc là bị ủng thì không có vấn đề gì đâu ạ, không hề ảnh hưởng đến chất lượng đâu ạ. Và tiếp theo đây chính là u lồi, thì nhà em có tầm 2 cân u lồi, không, tầm 5 cân u lồi đã, em nói nhầm, dành cho cô chú anh chị nào yêu thích cái hoa lan này. Thì u lồi, hoa của nó khi mà nó nở thì nó sẽ nở ra những cái đốt như này này, nó sẽ mọc ra những cái đốt này ạ. Đó, nhà em bán là 450.000 một cân nhá. Và bên cạnh đây ạ, bên cạnh u lồi đây chính là kiều đấy ạ. Đầm, đây chính là môi tua. Môi tua nhà em bán với giá là 200.000 một cân môi tua nhá. Môi tua hoa màu vàng rất là xinh ạ. Việt Nam mình thì rất là yêu thích màu vàng đúng không ạ? Màu vàng nó tượng trưng cho sự may mắn, sự thịnh vượng và một cái cuộc sống nó hạnh phúc viên mãn ạ. Còn tiếp theo đây chính là kim điệp xuân đấy ạ. Kim điệp xuân nhà em bán là 200.000 một cân kim điệp xuân nha. Đây ạ, đây chính là vảy rồng đấy ạ, những cái vảy rồng thanh niên của gia đình em đây. Đó, vảy rồng nhà em bán với giá là 150.000 một cân vảy rồng ạ. Vảy rồng thanh niên sở dĩ gọi là như vậy bởi vì cái vảy rồng này nó rất là khỏe. Và thứ hai nữa đó chính là cái vảy rồng này khi mà chúng ta ghép vào thì một vài tháng thôi thì nó sẽ liên kết với nhau tạo thành một cái mảng, một cái dây rất to. Nên là cô chú anh chị khi mà mua thì yên tâm rằng là nó sẽ... chúng ta ghép lên thì sẽ được một cái giò rất là xinh. Đây ạ, đây chính là cái hoàng thảo kim thoa của nhà em đây ạ. Hoàng thảo kim thoa nhà em bán với giá là 200.000 ạ. Đây ạ, hàng rất là tươi đúng không ạ? Cả nhà có thể nhìn thấy này. Nhà em còn 2 cân thôi. Đó, về thì chẳng về được nhiều đâu ạ. Mỗi lần về lăn nhát thôi nên là cô chú anh chị yêu thích cái loài hoa hoàng thảo kim thoa này thì liên hệ với em ạ. Nhà em bán chỉ có 200.000 một cân thôi này. Và tiếp theo đây ở bên trong này đây chính là ba bó hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Nhà em bán là 200.000 một bó nhé. Và tiếp theo đây ạ,
Đây chính là ý ngọc đấy ạ. Ý ngọc nhà em bán là 250.000 một cân ý ngọc đấy ạ. Hàng rất là tươi và hàng về rất là nhiều ạ. Và ý ngọc người ta ví giống như là một nàng công chúa. Hoa của nó là như một nàng công chúa ngọc ngà đấy ạ. Hoa rất là xinh và rất là yểu điệu đấy ạ. Nhà em bán 250.000 thôi. Và bên trên này đây chính là hạc vĩ bắc đấy ạ. Hạc vĩ bắc nhà em bán với giá là 300.000 một cân hạc vĩ bắc. Ngoài ra thì ngày mai gia đình em còn có về là giáng hương đuôi cáo này, phi điệp vàng và về một số loại hoa khác nữa thì em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà nhé. Còn ngày hôm nay thì cả em vừa mới về bằng này và em quay và em chào hàng trước để cho cô chú anh chị nào đặt hàng trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cả nhà chia sẻ video của em để cho những bạn bè, đồng nghiệp của mình biết đến để cùng sưu tầm và cùng vui chơi với niềm sở thích của mình ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.